thắc mắc tại sao chị Lý Lắc lại vui như vậy. Tại vì Vương Quốc Đồ Chơi vừa mới gửi đến cho chị những sản phẩm này. Đó chính là sản phẩm Don't Worry. Dễ thương lắm á nha. Mà còn kèm theo một cái bộ dụng cụ gì mà chị cũng chưa biết, nên bây giờ chị tháo ra thử nha. Để coi, nhỏ nhỏ vậy, có bông hoa rồi nữa. À, với những chi tiết như thế này, chị đoán đây là cái nồi cho em bé Don Quơ này luôn nè. Bây giờ cái nồi đã có sẵn rồi ha, bỏ qua một bên. Bây giờ mình sẽ quay lại với Don Quơ của mình nè. Chị sẽ tháo hộp ra nha. Dễ thương quá à. Các em ơi, để tháo ra thì mình sẽ lật xuống nha. Ở dưới này nó sẽ có hai cọng dây kẽm nè, để giữ em bé cho chắc chắn. Đây là em bé nhà mình nè các em. Trời ơi, thấy thương quá hả. Còn ở đây có hai vật dụng đi kèm nữa nè. Cái này á thì chắc chắn là bình bú rồi nè. Còn cái này thì sao? Thấy cũng quen quen mà cũng lạ lạ. Cái này cái gì ta? Cái này là cái bô. Chị Lý Lắc này kỳ quá đi. Chào em bé. Em bé dễ thương quá à. Em bé Don Quơ nè, biết nhắm mắt và mở mắt nữa đó em. Tức là khi mình đặt em bé nằm xuống như thế này, em bé sẽ nhắm mắt lại giống như đi ngủ vậy đó. Còn khi mà chị nâng em bé ngồi dậy thì mắt của em bé sẽ mở ra, lung linh và nhìn chị chớp 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 chớp. Dễ thương quá à. Em bé ngoan, em bé ngoan. Hả? Sao mà khóc? Nâng 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 nâng. Dỗ lưng nha, dỗ lưng nha, dỗ lưng nha. Dỗ lưng nha, dỗ mông nha. Sao vậy? Đừng khóc nữa mà. Khóc hoài luôn mấy em ơi. Bây giờ em bé khóc thì phải làm sao? Cho bú hả? Cho bú, cho bú, cho bú. Bú, bú, bú. À, ở đây chị có bình nước nè, uống nước đỡ nha. Ngoan, 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 ngoan nè. À, uống nước là im rồi kìa, im rồi kìa. Hả? Cười hả? Trời ơi, xạo quá đi. Mới nước cái cười à, uống sữa nữa chắc cười thăm hít với tôi luôn quá à. Ngoan quá à, trời ơi. Hả? Sao khóc nữa vậy? Uống nước rồi mà vẫn khóc vậy nên... Cái gì vậy? Hả? Hình như em bé muốn đi bô. Trước khi đi bô là mình phải bỏ quần em bé ra. Rồi, rồi. Ngoan, ngoan, ngoan. Đi xong chưa nè? Đi xong chưa nè? Ôi. Chè xong rồi ha. Bây giờ chị lau cho sạch sẽ nha. Đó, đó, đó. Rồi. Sạch rồi. Bây giờ mình mặc quần áo lại nha. Sạch. Em bé đã sạch trở lại. Giỏi quá à. Coi con mắt kìa. Xanh ơi là xanh. Mà đẹp ơi là đẹp luôn á mấy em ha. Hả? Sao vậy? Sao khóc nữa vậy? Nín, 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 nín. Chị thương nè. Nín, nín để chị Lý Lắc thương. Con mắt liêm diêm rồi nè mấy em ơi. Là buồn ngủ đúng không? Thường thường á thì em bé trước khi đi ngủ mà khóc mình phải ru đúng không? Bây giờ chị Lý Lắc sẽ trở tài ru bé ngủ nha. Một con bướm vàng, hai con bướm đỏ, ba con bướm xanh đẹp xanh lét ơi. Quên, quên, quên. Bình thường á chị Lý Lắc toàn hát rap không mà bây giờ mà ru thì ru sao ta? À, để nhớ coi. Âu ơ a a dí dầu. Dí dầu, dí dầu. Cái gì khóc lớn hơn nữa vậy? Chắc tại chị Lý Lắc hát dở quá. Mới thôi ha. Cho em bé ngủ nha. Em bé ngoan nha. Đây, nằm xuống cái nôi. Có một cái gối nè. Có cái chăn cho em bé nữa. Thôi, đắp chăn lại cho em bé nè. Em bé để tay xuống. Ngủ mới ngon nha. Rồi, ngoan quá à. Các em ơi, hồi nãy giờ á, không để ý, cái nôi á rất là chắc chắn luôn á các em. Còn bây giờ á, em bé cũng ngủ rồi. Chị em mình phải chia tay nhau ở đây thôi.